Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh chủ sự cuộc rước kiệu và thánh lễ mừng kính lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời tại La Vang. Giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco, Đức Maria không phải là một bức tượng bất động mà là người chị em dẫn dắt chúng ta trên hành trình. Đức Giáo hoàng Francisco quyết định xây nhà máy điện mặt trời mới cho Vatican. Đức Hồng Y Bo, Đức Giáo hoàng sẽ mang lại động lực mới cho các giáo hội tại châu Á đang sống dưới những thách thức chiến tranh ở Ukraine, cuộc điện đàm giữa Đức Hồng Y Zuppi và đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc. Giáo hội Công giáo Trung Quốc kiên trì giữ vững đức tin. Đức Hồng Y Holeric yêu cầu điều tra vụ bê bối tại Caritas Luxembourg. Các kỳ hữu và nhóm tôn giáo thiểu số khác bị tấn công ở Bangladesh. Đức Giáo Hoàng Francisco khuyến khích các dòng tu tập trung vào phân định, đào tạo và bác ái. Lễ tân phong giám mục cho đức cha Michael Brown, nguyên bề trên tổng quyền dòng Chúa Cứ Thế. Xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin truyền thông Chúa Cứu Thế ngày 17 tháng 8 năm 2024 với những nội dung chi tiết sau. Sáng ngày 15 tháng 8 năm 2024, Đức Tổng Giám mục Du Xe Nguyễn Chí Linh đã chủ sự cuộc rước kiệu và thánh lễ trọng thể mừng kính lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời tại Trung tâm Thánh Mẫu là Vàng, Huế. Cuộc rước kiệu bắt đầu vào lúc 4 giờ 30 sáng với sự tham gia đông đảo của cộng đoàn hành hương từ khắp nơi. Trong lời khai mạc, Đức Tổng giám mục Du xe đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc Đức Mẹ đồng hành cùng với chúng ta trên hành trình đức tin và rao giảng tin mừng. Sau cuộc rước kiệu, thánh lễ được cử hành tại lễ đài Vương cung Thánh đường với một số giám mục và nhiều linh mục đồng tế cùng hơn 60.000 tín hữu tham dự. Trong bài giảng, Đức Tổng giám mục phó Du xe Đặng Đức Ngân nhắc đến các ân huệ đặc biệt mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ, đồng thời mời gọi cộng đoàn cầu nguyện và dâng những lo lắng của mình lên cho Đức Mẹ La Vàng. Thánh lễ kết thúc với lời cầu chúc bình an của Đức Tổng Giám mục Du Xe và lời mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và đóng góp cho việc xây dựng trung tâm hành hương toàn quốc tại La Vàng. Trong buổi đọc kinh truyền tin vào ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Đức Giáo hoàng Francisco khuyến khích mọi người hướng mắt về Đức Trinh nữ Maria, người luôn theo bước Chúa Giêsu. Ngài muốn nhấn mạnh rằng Đức Mẹ không phải là một bức tượng xác bất động mà là một người chị em với đôi dép mòn và bao mệt mỏi vì đã đi theo Chúa và gặp gỡ anh chị em của mình để rồi kết thúc hành trình của mình trong vinh quang thiên đàng. Đức Giáo hoàng giải thích rằng Đức Mẹ Maria đã đi trước chúng ta trên hành trình này, nhắc nhở tất cả chúng ta rằng cuộc đời chúng ta cũng là một hành trình, một hành trình liên tục hướng về chân trời của cuộc gặp gỡ cuối cùng. Ngài khuyến khích mọi người cầu nguyện Xin Đức Mẹ giúp chúng ta tiến bước trên hành trình này để gặp gỡ Chúa Trong bài chia sẻ về tin mừng của lễ Đức Mẹ hồn sắc lên trời Đức Giáo Hoàng nhắc lại hình ảnh Cô gái trẻ thành Nazareth Đã vội vã lên đường sau khi nhận tin vui từ thiên thần Để đến thăm người chị họ Ngài nhấn mạnh rằng Đức Maria Không xem việc được thiên thần báo tin là một đặc ân Mà ngược lại Mẹ đã vội vã ra đi để chia sẻ niềm vui ấy và phục vụ người chị họ của mình. Hành trình đầu tiên này là hình ảnh của cả cuộc đời Đức Mẹ, một cuộc hành trình không ngừng theo bước Chúa Giêsu như một môn đệ của nước trời. Cuối cùng, Đức Giáo hoàng kết luận rằng, cuộc hành trình trần gian của Đức Mẹ kết thúc với việc mẹ được đưa lên trời, nơi mẹ cùng con mẹ hưởng niềm vui đời đời. Nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững và việc bảo vệ môi trường, Đức Giáo Hoàng Francisco đã công bố kế hoạch xây dựng một nhà máy điện mặt trời mới tại khu vực Santa Maria de Galleria, cách Roma khoảng 11 km. Đây là bước tiến quan trọng trong nỗ lực chuyển đổi Vatican thành một quốc gia hoàn toàn sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần đáng kể vào cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu. Dự án này nằm trong chiến lược dài hạn của Đức Giáo Hoàng, người đã từng kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động mạnh mẽ hơn về khí hậu kể từ thông điệp Laudato Si năm 2015. Nhà máy điện mặt trời sẽ không chỉ cung cấp năng lượng sạch cho toàn bộ Vatican mà còn giảm đáng kể lượng khí thải nhà kính. Điều đặc biệt là nhà máy sẽ được tích hợp với các hoạt động nông nghiệp tại khu vực, kết hợp giữa công nghệ hiện đại và phát triển bền vững. Đức Giáo hoàng đã trao quyền cho hai ủy viên đặc biệt giám sát việc xây dựng, đảm bảo rằng dự án sẽ được thực hiện hiệu quả. Vatican cũng đang thực hiện nhiều biện pháp khác như lắp đặt pin mặt trời trên các tòa nhà và chuyển đổi phương tiện giao thông chính thức sang xe điện. Những nỗ lực này không chỉ nhằm giảm khí thải carbon mà còn tạo ra một mô hình bền vững cho các quốc gia và tổ chức tôn giáo khác. Nhà máy điện mặt trời mới này không chỉ mang lại lợi ích môi trường mà còn giúp Vatican tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả năng lượng, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của Tòa Thánh trong công cuộc bảo vệ hành tinh và thúc đẩy phát triển bền vững. Trước thềm chuyến thăm châu Á vào tháng 9 của Đức Giáo Hoàng, bao gồm các nước Indonesia, Papua New Guinea, Đông Timor và Singapore, Đức Hồng Y Charles Mangungbo, Tổng Giám mục Zagon, Myanmar và Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục châu Á đã chia sẻ về ý nghĩa đặc biệt của chuyến thăm này. Ngài nhấn mạnh rằng chuyến thăm sẽ giúp Đức Giáo Hoàng cảm nhận được sự đa dạng năng động của các giáo hội tại Á Châu và đức tin kiên định của người dân nơi đây. Đồng thời, chủ đề chăm sóc môi trường cũng là trọng tâm khi mà châu Á đang phải chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề từ biến đổi khí hậu. Đức Hồng Y Bo miêu tả giáo hội châu Á như là một giáo hội sống động và đa dạng, dù phải đối mặt với nhiều thách thức chính trị, kinh tế, xã hội, môi trường và văn hóa. Mặc dù việc sống đức tin Kitô tô giáo ở một số nơi tại châu Á không dễ dàng, nhưng giáo hội nơi đây vẫn tiếp tục tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Đức Giáo hoàng sẽ có cơ hội trực tiếp chứng kiến sự phong phú về văn hóa, tôn giáo và truyền thống của các quốc gia tại Á châu, nơi mà Kitô hữu chỉ chiếm thiểu số. Ngoài ra, Đức Hồng y Bo cũng đề cập đến tầm quan trọng của hòa bình và hòa hợp cùng với đối thoại như là chìa khóa để đạt được những mục tiêu này. Ngài khẳng định rằng, bất chấp những thách thức, giáo hội châu Á đã học được cách hợp tác, đối thoại và tôn trọng lẫn nhau. Và đây là những giá trị quý báu mà giáo hội châu Á có thể chia sẻ với giáo hội toàn cầu. Về vấn đề biến đổi khí hậu, Đức Hồng y nhấn mạnh rằng châu Á đang phải đối mặt với những tác động nghiêm trọng và rằng giáo hội tại đây cần chủ động hơn trong việc thúc đẩy chăm sóc khí hậu vì lợi ích chung của mọi người. Chuyến viếng thăm của Đức Giáo hoàng không chỉ đem lại niềm tin mới cho các tín hữu mà còn góp phần nâng cao nhận thức về các vấn đề môi trường trong khu vực. Ngày 14 tháng 8, Đức Hồng y Matteo Zuppi Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý đã có một cuộc trò chuyện thân mật với ông Li Hui, đại diện đặc biệt của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề Âu Á. Cuộc điện đàm này trong khuôn khổ sứ mệnh của Đức Thánh Cha Francisco đã giao cho Hồng Y Giúp vào năm 2023 với mục tiêu góp phần tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở Ukraine. Tòa Thánh Vatican đã nhấn mạnh rằng trong cuộc trò chuyện này, cả hai bên đều bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình hiện tại và nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy một cuộc đối thoại giữa các bên liên quan cùng với những đảm bảo quốc tế để đạt được hòa bình, công bằng và bền vững. Năm 2023, Đức Hồng Y Zuppi đã được gửi đến Kiev, Moscow, Washington và Bắc Kinh để gặp gỡ các đại diện chính trị và tôn giáo nhằm tìm kiếm những con đường có thể dẫn đến hòa bình. Đặc biệt, chuyến thăm Bắc Kinh đã đánh dấu một bước quan trọng trong việc khởi động đối thoại với chính phủ Trung Quốc về cuộc chiến tại Ukraine. Trong một bài xã luận được xuất bản vào ngày 15 tháng 8, nhân dịp lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, Hồng y Giuseppe đã suy gẫm về nỗi đau khổ và tổn thương đang đè nặng lên thế giới, đặc biệt là những vết thương do các cuộc chiến xung đột ở châu Âu, Nga, Ukraine, Thánh địa và Trung Đông. Ngài đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc vượt qua những chia rẽ giữa các giáo hội và thúc đẩy tình huynh đệ giữa các dân tộc, đồng thời kêu gọi sự cam kết cụ thể trong việc cầu nguyện và đoàn kết để xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn. Từ ngày mùng 2 đến mùng 4 tháng 8, một phái đoàn nhỏ gồm các giáo sĩ Trung Quốc đã tham dự hội thảo tại Chicago để chia sẻ về đời sống giáo hội tại đất nước của họ. Các giáo sĩ bao gồm cả những người đã đăng ký và chưa đăng ký với hiệp hội công giáo yêu nước Trung Quốc, nhấn mạnh sự cần thiết của việc giáo dục đức tin cho giới trẻ, hỗ trợ giáo sĩ và tu sĩ và duy trì đức tin trong bối cảnh một quốc gia cộng sản. Linh mục He Ping Wang, giáo sư thần học chủng viện quốc gia Công giáo Trung Quốc, khẳng định rằng bất kể đã đăng ký hay chưa, giáo hội vẫn là một. Ông cho biết rằng môi trường tôn giáo bị kiểm soát chặt chẽ, giáo dân vẫn kiên trì giữ vững đức tin. Bất chấp thỏa thuận năm 2018 giữa Vatican và Trung Quốc về việc bổ nhiệm giám mục, các biện pháp kiểm soát tôn giáo đã trở nên nghiêm ngặt hơn bao gồm cấm trẻ em dưới 18 tuổi tham dự thánh lễ. Tuy nhiên, giới trẻ vẫn tích cực tham gia các hoạt động giáo lý. Linh mục Augustin Tasang từ Đài Loan nhấn mạnh rằng niềm hy vọng của giáo hội tại Trung Quốc nằm ở đức tin vào Chúa Kitô. Đức Hồng y Jean-Claude Holeric của Luxembourg đã kêu gọi một cuộc điều tra toàn diện về vụ bê bối biển thủ 61 triệu euro, khoảng 67,2 triệu USD tại Caritas Luxembourg một trong những tổ chức từ thiện công giáo lớn nhất của quốc gia. Vụ bê bối được phát hiện vào tháng 7 liên quan đến một cựu nhân viên bị nghi ngờ thực hiện hơn 100 lần chuyển khoản không hợp pháp đến các tài khoản ở Tây Ban Nha trong vòng 5 tháng. Đức Hồng Y Holeric bày tỏ sự phẫn nộ sâu sắc và nhấn mạnh sự cần thiết của minh bạch và trách nhiệm để khôi phục lòng tin sau vụ việc. Vụ bê bối này diễn ra ngay trước thềm chuyến thăm dự kiến của Đức Giáo hoàng Francisco tới Luxembourg vào ngày 26 tháng 9. Chính phủ Luxembourg đã phản ứng bằng cách tạm dừng các khoản tài trợ cho Caritas, nhưng có thể sẽ khôi phục một phần tài trợ cho các đơn vị không bị ảnh hưởng. Caritas Luxembourg với khoảng 500 nhân viên đã đảm bảo lương tháng 8 và tiếp tục các dịch vụ thiết yếu. Tổ chức cũng công bố kế hoạch tái cơ cấu dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 9 nhằm khôi phục niềm tin của các nhà tài trợ. Kể từ sau cuộc nổi dậy dẫn đến việc Thủ tướng Sheikh Hasina của Bangladesh bị lật đổ vào ngày 5 tháng 8, các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số khác đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bạo lực. Theo tổ chức Open Doors, những nhóm tôn giáo này bao gồm người Hindu, Phật tử và Kitô hữu, chiếm một phần nhỏ dân số ở một quốc gia 90% là người Hồi giáo. Mặc dù giáo hội công giáo chưa chính thức đưa ra bình luận, nhưng một linh mục người Bangladesh cho biết ông đã nhận được các cáo buộc về các vụ tấn công vào các nhà thờ và làng mạc Kitô giáo. Các báo cáo này đề cập đến các vụ phóng hỏa và tấn công tại một ngôi làng vùng Dami Rahat. Tuy nhiên, không có trường hợp tử vong nào được ghi nhận, dù một tòa nhà tại giáo phận Dahaka cũng bị phóng hỏa. Trong khi đó, các tổ chức quốc tế, bao gồm EU và Hoa Kỳ, đã bày tỏ lo ngại về các vụ tấn công nhằm vào các nhóm tôn giáo thiểu số. Tuy nhiên, động cơ đằng sau các cuộc tấn công này vẫn chưa được xác định rõ ràng, gây lo ngại sâu sắc trong cộng đồng quốc tế. Ngày 12 tháng 8 năm 2024, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gặp gỡ các lãnh đạo của bốn dòng tu đang tổ chức Tổng Công hội tại Roma, bao gồm dòng nữ tu Thừa Sai Đa Minh, dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, dòng nữ tu Trình Diện Đức Mẹ và dòng Vocationist Fathers. Đức Thanh Trà nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phân định đào tạo liên tục và tinh thần bác ái trong đời sống tu trì. Ngài khuyến khích các dòng tu không ngừng phân định trong mọi quyết định, duy trì đời sống cầu nguyện và luôn đặt tình yêu thương vào trung tâm sứ mệnh của mình. Đức Giáo Hoàng cũng nhấn mạnh rằng, việc đào tạo không chỉ là một nhiệm vụ mà còn là một con đường thiêng liêng, đòi hỏi sự khiêm nhường và lòng kiên trì. Ngài khuyên các tu sĩ hãy không ngừng cầu nguyện, gắn bó với các bi tích và duy trì mối quan hệ mật thiết với Chúa Kitô. Cuối cùng Đức Giáo Hoàng đề cao vai trò của bác ái, nhắc nhở rằng các nhà sáng lập các dòng tu này đã nhìn thấy dung nhan Chúa Kitô nơi những người nghèo khó và đó chính là nền tảng của sứ mệnh của họ. Ngài kêu gọi các dòng tu hãy tiếp tục thắp sáng tinh thần yêu thương vô điều kiện, coi đó là ánh sáng dẫn đường trong cuộc hành trình và là biện pháp hiệu quả để vượt qua những thách thức của thời đại hiện nay như chủ nghĩa cá nhân và sự suy thoái xã hội. Vào thứ Năm ngày 15 tháng 8 năm 2024, đúng vào lễ Đức Mẹ Hồn Sắc lên trời, cha Michael Brown, nguyên bề trên tổng quyền dòng Trung Quốc Thế và bề trên tỉnh dòng Trung Quốc Thế Canada, đã được tấn phong làm giám mục giáo phận Pembroke tại nhà thờ chính tòa St. Columcule, Pembroke, Ontario. Thánh lễ được cử hành trong niềm hân hoan của các tín hữu, cùng với sự hiện diện của các giám mục và hồng y từ dòng chú cứu thế, gia đình, bạn bè và giáo dân Toronto và khắp Canada. Đức Tổng giám mục Marcel Demhouse của Ottawa Cornwall là chủ phong, cùng với các vị đồng tế là Đức Tổng giám mục Guy Desroche và Đức giám mục John Hansen. Thánh lễ còn có sự tham dự của nhiều giám mục và hồng y, bao gồm Đức giám mục Brian Bader, Đức giám mục Michael Smolinski và hồng y Joseph Tobin. Trong lời cảm tạ, Đức cha Michael đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến gia đình, dòng chú cứu thế và toàn thể giáo dân Pembroke. Ngài cũng cảm ơn sự hiện diện và hỗ trợ của các vị lãnh đạo giáo hội, cùng với lời tri ân đến tất cả những người đã chuẩn bị cho buổi lễ trọng thể này. Ngài kết thúc bằng lời tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Hằng cứu giúp, người đã luôn đồng hành và nâng đỡ Ngài trong sứ vụ.